Động đất tại Afghanistan, ít nhất 130 người. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở miền đông Afghanistan vào sáng sớm hôm nay, ngày 22 tháng 6, khiến ít nhất là 130 người tử vong, theo Reuters, dẫn lời giới chức quản lý thiên tai nước này. Phần lớn số nạn nhân tử vong ở tỉnh Pattaya, nơi có 100 người đã tử vong và 250 người bị thương, theo ông Nasim Haqqani, lãnh đạo cơ quan quản lý thiên tai thuộc chính quyền Taliban. Ông Haqqani cho biết là thêm số người tử vong còn được ghi nhận ở hai tỉnh miền đông Nagaha và Khost, trong lúc giới chức tiếp tục kiểm tra số thương vong. Thậm chí là BBC dẫn lời quan chức địa phương còn cho biết là số người đã tử vong lên đến là hơn 250 người. Trận động đất 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển miền đông Afghanistan và Pakistan vào sáng nay, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Trận động đất xảy ra ở khu vực cách thành phố Khost thuộc miền đông Afghanistan ở độ sâu là 51 km, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Trận động đất mạnh đến mức là có thể được cảm nhận ở cách xa khoảng 500 km bởi khoảng 119 triệu người Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ, theo Trung tâm Địa chất Trung Hải Châu Âu, EMSC. Trận động đất được cảm nhận ở thủ đô Kabul của Afghanistan và thủ đô Islamabad của Pakistan, theo EMSC. Hiện chưa có thông tin về thương vong do động đất gây ra ở Pakistan. Hồi năm 2015, ít nhất là 30 người tại Peshawar, Pakistan đã bị thương do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 6,3 độ Richter có tâm chấn ở Afghanistan, cách đó khoảng 321 km.